Chào. Rồi chào cả nhà buổi sáng. Thì hôm nay thì Vĩnh đi công việc qua nhà anh Kênh để coi tiến độ về toilet xong chưa cả nhà. Thì chạy ngang thấy anh Sơ ở trên phố luôn. Để mình hỏi anh Sơ chút xíu nha. Xin chào anh Sơ nha. Dạ. Ở bữa nay lên phố hả? Và cảm ơn là ở bên đó ở dùng cháo nè. À bữa nay lên phố ăn cháo hả? À. Rồi hằng ngày ý là lấy đồ cho chị đi bán hay sao? Và tôi là cho chị đi bán rồi mà à là... Bây giờ quay lại mình dùng cháo à, dùng cháo dùng đi anh, dùng cháo đi, dùng cháo đi à, nè bây giờ đó cháo. Thành Sư bữa nay anh Sư là biết biết lên phố ha? Phố rồi. Ủa, mỗi lần là ảnh có lên đây không anh? Lâu lâu mới được lên hả? Tại vì nhà thì ở ngoài dưới đồng á, lên tới đây thì cùng lội bộ lên sao không anh Sơ? Dạ. Từ nhà lội lên đây sao? Dạ. Từ nhà mình lội lên đây sao? Cũng xa ha. À, đi bộ hả? À. Đi bộ hả? Dạ. Rồi hàng ngày đi bán là mình đi bộ không anh Sơ? Đi bộ. Trời ơi. Theo em biết là từ nhà anh lên chợ là xa lắm á. Xa. Hôm qua thì em gặp chị bán đồ ở ngoài chợ đó. Rồi sao lấy học dịch sao được bẻ trứng hết trơn vậy? Mà để sao đó là để con vỏ để vỏ đó hả? Nó nhập ra sao đó, nó phải là đúng rồi, nó ép lại nhiều quá. Mình giác nè. Ủa anh Sơ giác hả? Giác nữa. Trời ơi. Thế để gán học ảnh dữ. Thì lúc này anh Sơ chịu làm rồi. Rồi không kiếm cái gì đó mình có cái sọt á, kết á. Mà không biết đó là chuyện đó là bả là bán là mình không biết chuyện đó. Nếu cái sọt mà sọt vuông vuông mà cao cao á, mình bỏ chừng 200-300 vậy đó. Rồi hai người khiêng. Chứ còn lấy cái vỏ là nó ép vô là nó bể hết trơn luôn. Hôm qua nghe nó bể tới 40 trứng lần á. 40 trứng là lỗ luôn, còn gì nữa. Còn té mà chụp cho mình tập tiên phong, nhiều bay phong này. Một chục lời có 2-3 ngàn. Làm gì 2-3 ngàn chị? Có 2-3 ngàn á, mà chốt lợi. Một chục trứng lợi có 2-3 ngàn hả? Gì ừ. Ủa bảy 40 trứng hôm qua là hết rồi. Biết đâu. Trời ơi, xong luôn, kiểu này xong luôn rồi, toi luôn rồi. Rồi bữa nay đi bán nữa hả? Bà đi bán rồi. Mà chưa ở nhà đâu. Có lấy thêm không? Không thế không? Có lấy thêm không? Hôm qua có lấy trứng thêm không? Hả? Hôm qua có lấy trứng thêm không? Mà không biết bà. Mà tôi ở nhà là biết đâu. Ý là sáng anh có phụ đem đi ra ngoài chợ không? Đi. Có hả? Ừ. Sáng mình thức khuya hả? Mấy giờ đi? 3 giờ. Trời 3 giờ. 3 giờ đêm. À, 3 giờ khuya là đi á hả? Đi. Sao dậy sớm chứ vậy? À, đi kiếm chỗ trước hay sao? Đi trước là có chỗ. À mình đi dành chỗ hả? À. Rồi chỗ đó là mình có mướn thôi hay sao? Không mướn gì đó, là chỗ đó là ai đi đi trước. Đi trước là đặt trước. Mình là cũng ngồi bán á. Có gì đâu. Chắc cũng phải đóng tiền à. Rác này kia mấy ngàn vậy ha, 5 ngàn à. Có gì đó. À đóng tiền chợ 2 ngàn hả? Đúng được, tại vì chợ này là chợ trong hổm. Chợ trong xóm mà. Phải rồi. Trời ơi. Bữa nay lần đầu tiên là thấy anh Sơ lên phố đi ăn cháo mà. Dạ, dùng cháo là để nguội hết trơn nè. Tụi không có làm sĩ nào hả? Không à. Trời ơi, Sơ nay biết làm ăn rồi ha. Hay làm sĩ đi, cho anh đóng sĩ đi. Thế vậy. Thế. Thật sự bữa nay vui quá, bữa nay lên phố. Thì anh ấy cũng lâu lâu mới lên anh ha. Lâu lên lần hả? Trời ơi, bữa giờ em nói là hứa với anh Sơ là dắt Sơ đi mua quần áo. Mà giờ xài hết tiền chưa? Mà tiền là cho bà hết rồi. Đó, thấy chưa? Rồi xong luôn. Em đã nói tiền 500 đó mình giữ lên đi, để em túi đi. À, bây giờ là con nghe vợ không có tên cho vợ lên rồi xong luôn. Rồi mình còn gì nữa rồi hơi đồ đâu đó cả là đó thấy chưa, kiểu như là có tốt không nữa rồi. Ý là em nói là vừa trao tiền nó xong em nói là dắt ảnh đi mua đồ mà do công việc em bận quá đi lên sóc trăng lên xuống rồi không có đi được. Bây giờ tiền nó cho bả trơn luôn. Hết rồi. Cô tồn nhông tiền trời ơi.
rồi chị xả hết trơn luôn rồi còn gì nữa? Dạ con là không có, là phải cho vợ con có xài đi. Trời, xong luôn. Em đã nói cái phần đó là phần của anh riêng mà. Anh cứ giữ lên trong túi đi. Khi nào ông rảnh là để không được. Thấy tội chứ. Nó tội nghiệp vợ con là. Dạ. Trời ơi. Tự nhiên cái móc cho chị hết luôn. Chắc anh chắc cũng quen rồi, hồi đó giờ là không có từng giữ tiền hay sao? Hồi đó là tôi cũng tiền mà cũng giữ mà hồi bây giờ là cho vợ hết. Thì anh cứ nghĩ là hàng ngày chị mua cho dùng này kia ha. Đồ ăn thức uống này kia chị mua hết thì anh đưa cho chị hết trơn luôn. Nó tiền mình mua đồ mà đâu phải tiền dành cho chị mà, đâu. Mà đó là mà cũng tụi vợ con là không. Dạ. Cho vợ. Bữa nay lên phố mặc áo ba lỗ luôn. Ba lỗ được rồi. À, cho mát ha. Em đi ngang đây nè, em đi ghé nhà anh Cơn á. Đi coi thợ coi làm xong chưa. Tại còn hôm qua em vô là thấy lót nền. Vậy à? Còn chưa lót nền. Vậy à? Anh có vô nhà anh Cơn không? Mà ngày mới là tôi đi. Mới đi hả? Đi coi. Hay là chiều nay đi mình kiếm gì đó tăng gia luôn. Mà ngày mới là đi là cũng thôi, bữa nay đi luôn đi. Cũng làm mà con cũng được em. Ý là xíu nữa mình đi xem nè, xong rồi chiều nay vừa xong hết này mình làm xương mình tăng gia cho anh Kên luôn, tăng gia nhà tắm. Hả? À, như vẻ là để là đẹp rồi. Rồi chị đi bán về chưa? À, bà chưa lại. Đi ngang đường này hay là đi bên kia? Bên đường bên kia là bên đó. Trời ơi, đi bán mà đi xe ôm không rồi tiền đâu mà tiền lời đâu mà dư. Phải rồi. Mà mình không có xe. Không có xe, không có gì luôn hả? Trời ơi, tội ghê. Rồi đi buôn bán là phải ngồi xe ôm. Nghe chị nói hôm qua đi lấy cái gì? Dưa leo nè. Ngồi gì? Dưa hấu. Là đi tiền xe không? Hết 80 ngàn rồi. Phải rồi. Rồi tiền đâu có lời nữa. Không lời chút định. Rồi từ nhà tới chợ là hết 10 ngàn nữa, đi về là 20 ngàn nữa. Anh thấy có lời không? Nghe chị có kể cho anh lời nhiều không? Việc đó là bà cũng bán mà bà cứ không hỏi không có gì hết. Tại thế hôm qua là em nghe nói là bẻ hết 40 trứng rồi, em nói thôi thua luôn rồi, 40 trứng là đi rồi. Phải bẻ rồi, kinh dịch là phải là bình gia. Nó ép vô ha. Cái vỏ nó ép vô, vỏ sách nó nhỏ quá. Phải kiếm cái sọt rồi, để em kiếm cái sọt cho. Cái sọt á, mình đựng khoảng chừng 200 trứng rồi khiêng. Hai người khiêng á, là nó không ép đâu. Kiểu này là nó ép bể hết. Trời ơi, 40 trứng là hết nhiêu rồi. Một chục là 30 ngàn thôi, 3 lần 4, 12 rồi. Phải giác nghĩa là phải bể rồi. Giác á. Đúng rồi. Ủa thế hai vỏ rồi, anh dắt hai vỏ luôn cái gì? Mà tôi một vỏ là, nó vỏ là con tôi một vỏ. À, nữa. Con đó hả? Ừ, con lấy vỏ nữa hả? Trời ơi, tội dữ vậy. Từ 3 giờ là mình dậy rồi. 3 giờ là dạ. Đi giặt. Dạ. Sáng nào cũng vậy hả sao? Dễ. Sáng nào cũng đi vậy luôn. Đi. Ngồi thấy gao đồ này kia còn nhiều nữa, sao đem hết. Cái này phải đóng một chiếc xe đẩy ha. Mà ban không hết gửi cho nhà bên đó. À. Hay sao sơ, hay là mình sắm một chiếc xe đẩy đi. Được, xe đẩy là xe đẩy mình kéo. Đi bộ cũng được. Xe đẩy hả? Ở nếu mình chắc lên như là gạo nè, trứng nè, hoặc là trái cây nè, mình chắc lên sọt là lên xe kéo được à. Xe đẩy là mà mình không có tiền mà sao là bạn qua bạn lại cũng vậy mà chiếc xe đẩy bây giờ làm khoảng chừng theo nhắm
Tại hồi xưa thì em có từng làm cho người ta rồi, một chiếc xe để nếu mình tự chế, tự mình làm á, khoảng chừng 3 triệu đổ lại, mua sắt, mua bánh. Thì một cặp bánh nó hết 1 triệu mấy rồi. Cái này không khỏi cần nhíp đâu. Mình hàng thẳng luôn, không cần nhíp. Nhíp lên xe lôi mới xài nhíp, mình khỏi xài nhíp. Một chiếc xe đẩy thôi thì mình bỏ hai bánh để cho bánh nó chạy được rồi, rồi mình làm cái tay kéo thôi. Là có thể được á. Trời ơi, giờ đi buôn bán mình không có phương tiện đi cũng khó anh Sơn ha. Nào là tiền xe nè. Rồi nào ta biết chạy xe là ta đi là một chiếc mà chết rồi mà mình nó giặt đi là cũng mình là cũng tập thể dục hả? Hả? Sáng sớm tập thể dục hả? Nhờ được như vậy mới anh Sơn được đi lên tới chợ chứ. Rồi sáng sớm có đi uống cà phê gì không? Cà phê cà phô vậy là tôi không biết. Rồi, không uống luôn hả? Không. Chỉ là đưa chị tới chợ xong rồi anh về. Không, vợ đi chợ rồi là tôi ở nhà. Có chợ không? Có chợ chị trên đó không hay là anh về? Về rồi. Là về luôn. Hồi tới chừng mà chị về là tự về hay sao? Anh có đi trước không? Mà không. Mà từ ngồi xe ôm về hả? Bà xe ôm. À, là ngồi xe ôm về. Mà chắc này là chị chưa về hay sao? Chưa. Đây giờ này mấy giờ ta? Cỡ 8 giờ. 8 giờ mấy rồi? 8 giờ mấy chắc chuẩn bị về rồi. Giờ anh không có nhà rồi, cơm nước này ai nấu nè? Tôi nấu rồi. Trời ơi, giỏi vậy? Nấu rồi. Nấu cơm rồi hả? Dạ, nấu rồi. Tụi vét nhà chưa? Vét nhà, dĩa, chén vừa về hết rồi. Rồi, chén luôn. Wow, tinh thần xưa cũng giỏi chứ bộ, làm việc nhà rồi được lung lá chứ mà. Có làm chưa nha? Dạ. Một hồi cái chị về thì chưa thấy có cơm rồi nhà là lung ben là nó là chị la nữa. La nữa. Đó khổ nữa. Có chưa? Có. Làm xong xưa hết mới lên đây hả? Xong xuôi rồi. À. Đừng có uống nha, xíu qua cầu khỉ là chân rớt xong á. Xong rồi mình là đi à, đi đi, là... đi cầu bên kia. Qua cái cầu đúc hen. Thời bữa nay thì gặp anh Sơ để trò chuyện một chút xíu cả nhà. Thế ảnh bây giờ thì cũng đi theo chị cháo. Đi buôn bán và dùng cháo nè. Ăn hết đi nguội đó. Rồi vậy thôi anh Sơ nha. Dạ. Em chạy qua nhà anh Kên một xíu. À, đi ơn. Coi tiến độ của anh em làm tới đâu rồi. Cần ơn em ơi. Dạ, có gì chiều qua nhà anh Kên nha. Có gì anh em mình liên quan chút xíu để rửa nhà tắm. Qua không? Qua nha. Chiều nay qua nha. Mà điện là lên đi. Rồi ok, có gì chiều có mùi vậy đó rồi em sẽ gọi cho anh rồi cho anh qua nhà anh Kên nha. Dạ. Rồi có giận gì không chứ anh Kên có nói chuyện chung không? Không. Không giận không gì hết. Nói chuyện bình thường ha. Mình đang vậy đi, chờ anh em mình không mà không có sao đâu. Cứ bình thường đi. Giờ thấy anh Kên có nhà tắm anh mừng không? Cũng con cho tâm vậy là con cảm ơn nhà hàng. Dạ rồi, vậy anh Kên có rồi. Thôi vậy thôi anh Sơn nha. Em chạy qua nhà anh Kên xíu để coi tới đâu rồi. Để cập nhật cho bà con biết á, cho Mạnh Thường Quân biết toilet anh Kên này bữa nay là hoàn thiện như thế nào á. Vậy nha. Xíu anh ăn cháo xong rồi về nha. Dạ. Rồi rồi, chào anh. Rồi giờ đi buôn bán mình không có phương tiện đi cũng khó anh Sơn ha. Nào là tiền xe nè. Rồi nào là ta biết chạy xe là ta đi là một chiếc mà chết rồi mà mình nó giặt đi là cũng mình là cũng tập thể dục hả? Hả? Sáng sớm tập thể dục hả? Nhờ được như vậy mới anh Sơn được đi lên tới chợ chứ. Hồi sáng sớm có đi uống cà phê gì không? Cà phê cà phô vậy là tôi không biết. Rồi, không uống luôn hả? Không. Chỉ là đưa chị tới chợ xong rồi anh về. Không, vợ đi chợ rồi là tôi ở nhà. Có chợ không? Có chợ chị trên đó không hay là anh về? Về. Là về luôn. Hồi tới chừng mà chị về là tự về anh sao? Anh có đi trước không? Không. Mà từ ngồi xe ôm về. Bà xe ôm. À, là ngồi xe ôm về. Mà chắc này là chị chưa về hay sao? Chưa. Đây giờ này mấy giờ ta?
8 giờ mấy rồi, 8 giờ mấy chắc chuẩn bị về thôi. Vì anh không có nhà rồi, cơm nước thì ai nấu nè? Tôi nấu rồi. Ừ, ôi, giỏi vậy. Nấu rồi. Nấu cơm rồi hả? Dạ, nấu rồi. Tụi bếp nhà chưa? Bếp nhà, dĩa, chén vừa về hết rồi. Rửa chén luôn. Wow, tinh thần sư cũng giỏi chứ bộ, làm việc nhà rồi được lung lá chứ mà. Có làm chưa nha? Dạ. Một hồi cái chị gì thì chưa thấy có cơm rồi nhà lung beng là... Nó chị la nữa. Lo la. La nữa. Có khổ nữa. Có chưa, có chưa? Có. Làm xong xuôi hết rồi lên đây hả? Xong xuôi rồi. À. Đừng có uống nha, xíu qua cầu khỉ là dừng rớt xong á. Xong rồi mình ra đi à, đi cầu bên kia. Ừ. Qua cái cầu đúc hen. Thời bữa nay thì gặp anh Sơ để trò chuyện một chút xíu cả nhà. Thế ảnh bây giờ thì cũng đi theo chị cháo. Đi buôn bán về dùng cháo nè. Ăn hết đi ngủ đó. Rồi vậy thôi anh Sơ nha. Dạ. Em chạy qua nhà anh kênh một xíu. À, để coi tiến độ của anh em này làm tới đâu rồi. Cần ơn em ơi. Ờ dạ, có gì chiều qua nhà anh kênh nha. Có gì anh em mình liên quan chút xíu để rửa nhà tắm. Qua không? Qua nha. Chiều nay qua nha. Mà tiện là lên đi. Rồi ok, có gì chiều có mùi vậy đó rồi em sẽ gọi cho anh rồi cho anh qua nhà anh kênh nha. Dạ. Có giận gì không chứ anh kênh có nói chuyện chung không? Không, không giận không gì hết. Nói chuyện bình thường ha. Bình thường ha. Ừ, vậy đi, anh em mình không mà không có sao đâu. Cứ bình thường đi. Giờ thấy anh kênh có nhà tắm anh mừng không? Con cho tâm vậy là con cảm ơn thằng dạ rồi thì anh kênh có rồi. Thôi vậy thôi anh Sơ nha, em chạy qua nhà anh kênh xíu để coi tới đâu rồi để cập nhật cho bà con biết á, cho mạnh thường quân biết toilet anh kênh này bữa nay là hoàn thiện như thế nào á. Vậy nha, xíu anh ăn cháo xong rồi về nha. Dạ rồi, chào anh.